Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm làm xe điện, xe ba bánh, bốn bánh và xe máy xăng phụ tùng xe ba bốn bánh. Ở video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cái cách hàn một cái đôi cầu trước với một cái ống nối này. Thì bình thường là những cái ống nối này thì không có hàn sẵn theo, bởi vì là cái kích thước của cái cây cầu này nó sẽ phụ thuộc vào cầu sau, và cầu sau thì nó lại có rất nhiều loại, từ 50 cho đến 1m2 m4 đều có. Vì vậy thì thường thường là khi mình bán cho khách hàng thì không có đi kèm theo cái ống này. Nhưng mà việc hàn cái ống này thì nó cũng cực kỳ là đơn giản thôi, bởi vì trên cái ụ này nó có mặt phẳng chuẩn rồi, trên cái này cũng thế, nó có mặt phẳng chuẩn. Các bạn về nhà chỉ cần mua một cái cây ống 60, dày từ 1 ly 9 đến 2 ly 1 tùy theo khung nặng hay nhẹ, thì mình chỉ cần cỡ đấy là được thôi. Đấy, ống 57 đến 60 đều được. Và cách để cắt một cái đoạn ống này sao cho nó phù hợp với cái cầu trước thì các bạn cứ đo cái cầu sau tính từ phía bên ngoài. Ra ngoài này. Đây. Đo mép ngoài của cái mặt cầu, tức là đo mép ngoài này đến mép ngoài bên này. Nếu như cái kích thước đấy chẳng hạn như nó là 1 mét thì các bạn trừ đi 22 cm sẽ còn là 78, thì các bạn cắt một cái đoạn ống dài bằng đúng 78 cm. Sau đó là hàn từ đây và từ đây qua đây. Đấy. Đối với cái cây cầu trước thì cái mặt ốc này sẽ là mặt ở trên trời, và cái mặt đầu bu lon này sẽ ở dưới. Khi ta hàn thì ta sẽ hàn hai điểm, điểm này và điểm này trước, hai điểm thôi nhá. Đấy. Hàn hai điểm, sau đó là mình lắp bánh lên. Mình lắp bánh lên và đo cái độ vuông góc giữa bánh và mặt phẳng ở dưới nền. Nếu như nó đã bánh nó đã vuông góc thì ta tiếp tục hàn đều vào. Còn khi nó bánh nó chưa vuông góc thì ta sẽ tẩy một trong hai cái điểm này đi, chêm làm sao cho cái bánh nó vuông góc là đạt. Đấy, còn cái độ ngoẹo qua ngoẹo lại như thế này thì nó không ảnh hưởng nhiều trong cái quá trình sử dụng, bởi vì nó còn được điều chỉnh bằng cái hệ thống lái. Cho nên các bạn chỉ cần lưu ý hàn hai điểm đây và điểm trên này, hàn đính sao cho nó chắc chắc một chút, sau đó ta lắp bánh vào và đo cái bánh nó vuông góc với cái nền nhà, không bị ngả ra ngả vào là được. Còn nếu nó bị ngả ra ngả vào thì ta sẽ tẩy cái mũi hàn đi và chỉnh lại cho nó chuẩn. Sau khi hàn xong hai cái bánh thì đặt cái thước vuông góc lên đây, để một cái thước vuông góc vào và đo, nếu như cái ở dưới mà sát này, ở trên có khe hở, tức là bánh nó đang bị trụm vào, thì khi đó nó sẽ tách cái mũi hàn này ra và chêm cho nó phẳng lại, cho sao cho nó vuông góc như này là được. Đây, các bạn chêm cái trục cầu này vào để cho hai cái bánh nó trên và dưới khe hở nó bằng nhau, tức là độ vuông góc nó được tính toán là tương đối chuẩn rồi. Bây giờ là tôi chỉ cần tiến hành hàn là xong thôi. Tương tự thì với cái bánh bên kia ta cũng làm như thế.
đặt cái thước vuông góc này, sau đó là điều chỉnh cái khe hở cho nó phù hợp và ta hàn cố định lại là xong. Đây các bạn hàn xong là các bạn đặt cái thước vào và ngắm cái khe hở theo cái thước vuông góc này. Cái bánh nó không lả ra nả vào nữa là bạn hàn chết vào là được. Đây cơ bản nó chỉ vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video hay thì hãy nhấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.